Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về một cái mô hình trồng bí hồ lô nha các bạn ha. Thì hôm nay là chủ yếu là quay cận cảnh cho các bạn xem về cái khoảng cách trồng của dây bí hồ lô nha các bạn. Vì hôm bữa là mình cũng có là chia sẻ rồi các bạn, nhưng mà mình chưa có quay cận cảnh rõ nét về cái mô hình trồng bí hồ lô á. Thì hôm nay thì mình cũng đã trồng lại cái lón mới, thì sẵn đây thì quay cho các bạn xem về cái khoảng cách trồng của dây bí nha các bạn ha. Thì để mình đi tới 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 nữa để quay cho các bạn xem cho nó giáp ha. Thì ở đây á, thì cái khoảng cách trồng của mình các bạn, thì ở đây mình trồng là 6 tấc cho một lỗ nha các bạn ha. Đây các bạn, các bạn xem ha. Và mình trồng ở đây á, là mình trồng chính giữa clip. Cái nguyên nhân các bạn là do mình đã bón lót ở 2 mét clip rồi, còn chính giữa là mình sẽ trồng dây bí nha nha các bạn. Thì sau này á, nó bò các bạn thì nó sẽ hút được những cái phân bón lót của mình bón hôm trước. Thì cái phân bón lót các bạn, thì ở đây mình bón cái phân là 20-15 cộng với canxi bo nha nha các bạn, là liều lượng là 73, cứ 7 kg là phân 20-15 cộng với 3 kg canxi bo, và mình rải đều 2 mét clip nha nha các bạn ha. Và chính giữa là mình sẽ trồng cái dây bí, và mình trồng là 6 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Còn clip cách clip á các bạn, thì mình sẽ trồng khoảng hơn 3 mét nha các bạn ha. Thì cái mật độ mà sau này các bạn mà nó phát triển á, thì nó sẽ tốt hơn, nó không có bị chằng chịt nhiều quá các bạn, và cái khả năng nó quang hợp á, thì nó rất là tốt. Đây các bạn xem nha các bạn ha. Ở đây là mình trồng là 6 tấc cho một gốc hết, trồng rất là thưa nha các bạn. Nếu như là các bạn trồng gần quá thì sau này á, nó bò và nó chằng chịt á, cái khả năng đậu quả nó rất là thấp nha các bạn ha. Và khi mà mình trồng bí hồ lô các bạn, thì mình nên úp nụ cho nó, cũng như là bấm đọt cho nó đúng cái thời gian. Thì bấm đọt cho nó các bạn, thì các bạn lên canh nó lúc khoảng đầu bò khoảng 6 tấc các bạn, và trên thân chính nó tầm đâu khoảng là 7 đến 8 lá thì mình nên ngắt đọt cho nó nha các bạn ha. Thì nó sẽ mọc ra những cái nhánh chèo. Và khi mà mình trồng với cái khoảng cách đó là 6 tấc cho một gốc như thế này các bạn, thì cái số lượng chèo trên một cái thân chính là mình sẽ để là từ 3 chèo cho đến 4 chèo nha các bạn ha. Và cái số lượng quả trên trên một chèo á, là mình sẽ để là một trái nha các bạn. Rồi cái đây là cái giống trâu vàng nha các bạn ha. Đó. Thì cho các bạn xem luôn. Thì bạn nào mà cần mua cái hạt giống của giống mà bí hồ lô này các bạn, thì mình có để một cái đường link mô tả trong cái video này. Thì các bạn bấm vào cái đường link mô tả thì sẽ có một cái đường link rút rút gọn á, thì các bạn bấm vào các bạn mua nha. Thì lúc này mình chia sẻ trên cái trang của Shopee luôn nha các bạn. Đó. Đó, đây là một trang mạng điện tử rất là lớn nha các bạn ha. Đó, quay cho các bạn xem nè. Thì giống trên hiện tại trên thị trường này thì nó có rất là nhiều giống các bạn. Giống đồng tiền vàng nè các bạn, rồi giống của trâu vàng nè, rồi giống của trang nông nè. Nói chung là có rất là nhiều loại, và những cái loại khác như Lai F1 gì đó. Thì các bạn có thể chọn loại nào các bạn trồng cũng được. Thì cái thời gian thu hoạch của nó thì tầm khoảng là 2 tháng nha các bạn ha. Nhưng mà khoảng đâu là 1 tháng á, là mình có thể là mình thu hoạch bông rồi nha các bạn. Và mình bán bông á, nếu như là chúng ta bán sỉ thì tầm khoảng là 15.000 cho 1 kg bông nha các bạn ha. Còn các bạn chúng ta bán lẻ thì khoảng là 20.000 cho 1 kg. Ở đây thì cập nhật cho bạn cái giá luôn. Thì cái giá này thì nó sẽ thay đổi nha các bạn. Ở đây là mình cập nhật cái giá hiện tại cho các bạn cùng nắm thôi. Thì cái vườn này hôm hôm trước á, là mình trồng cà chua các bạn, nhưng mà cây cà chua thì giờ cái đợt vừa rồi thì nó quá rẻ các bạn, nên mình đã phá bỏ, và bây giờ mình trồng bí hồ lô nha các bạn ha. Trong mùa nắng này thì trồng bí hồ lô là rất là ok rồi. Để quay tới cho các bạn xem ha. Thì ở đây thì mình cũng có đi hệ thống ống nước cho nó tưới nó đều các bạn đó. Thì các bạn xem tổng quan cái vườn bí hồ lô của mình nha các bạn ha. Và khi á, cái dây bí của mình các bạn nó ở cái giai đoạn này thì các bạn nên phòng trừ bệnh, cái bệnh như là bọ trĩ cũng như là bọ nhảy trên cây nha các bạn ha. Nếu như chúng ta mà không phòng trị những cái loại bệnh như bọ trĩ, bọ bọ nhảy á, cũng như là sâu ăn lá các bạn, thì sau này cái khả năng mà cái dây bí hồ lô của các bạn á, nó có thể là nó bị ngủ đọt nha nha các bạn ha. Cái đọt của nó sẽ quắn lại. Thì bữa thì cũng có nhiều bạn hỏi mình á, là cái cách mà để trị mà cái dây bí hồ lô mà nó bị quắn đỏ các bạn,
Thì mình chỉ đưa ra cái biện pháp mà để phòng những cái loại cây mà nó chưa bị thôi. Mà khi mà nó đã bị như thế rồi các bạn thì là mình sẽ không không có cứu được nha các bạn ha. Xịt cỡ nào cỡ nó cũng sẽ là quắn nha các bạn. Nó thì các bạn là nên xịt phòng bệnh cho nó những cái cữ thuốc phòng bọ trĩ cũng như là bọ nhảy trên cây bí hồ lô nha các bạn ha. Cũng như là sương mai này nọ đó. Thì những cái loại thuốc thì mình cũng đã chia sẻ trong những cái video trước rồi đó. Thì bạn vui lòng xem lại những cái video trước của mình ha, trong phần danh sách phát ha, cách trồng bí hồ lô nha các bạn. Đấy, các bạn xem ha. Đó thì bạn nào đang xem thì hãy đăng ký kênh cũng như là like cho mình một like nha các bạn, để mình có động lực để mình chia sẻ cho các bạn những cái video tiếp theo có liên quan về cái chủ đề làm vườn nha các bạn ha. Đó thì quay lại cái khoảng cách trồng cho các bạn xem nè, ở đây là trồng là 3 mét hơn hết nha các bạn ha. Ở sau này nó bò thì mình sẽ nó rộng rãi là mình dễ mình đi thụ phấn hơn. Thì cái thời gian mà thụ phấn cho cái cây bí hồ lô này các bạn, thông thường á, là chúng ta sẽ thụ phấn từ lúc là 8 giờ sáng cho tới 10 giờ nha các bạn ha. Thì các bạn nên thụ phấn vào cái thời gian đó thì cái khả năng mà nó đậu quả cũng như là sau này mà nó cho cái quả đẹp với các bạn thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn ha. Và khi mà các bạn mà mình nói thêm cái về cái phần bấm đọt nha các bạn ha. Thì trong cái quá trình mà nó ra trái các bạn thì những cái nhánh chèo mà nó ra trái khoảng đâu tầm khoảng là 200 gram các bạn. Khoảng 2 lạng thì các bạn là nên bấm đọt cho nó cái lần cuối nha các bạn ha, để nó tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi cái trái nha các bạn. Nếu như mà các chúng ta mà không có bấm đọt cái lần thứ hai cho nó, tức là cái lần cuối luôn á, thì cái dây trên những cái nhánh chèo của bí hồ lô các bạn thì nó cứ bò và nó sẽ hút những cái dinh dưỡng và cái trái của chúng ta nó sẽ bị đèo nha các bạn ha. Nói các bạn nên bấm đọt cho nó khi trái nó được khoảng 2 lạng, thì cái khoảng thời gian đó thì chúng ta nên ngắt đọt ha, cũng như là chúng ta là bón phân thúc cho nó. Thì phân thúc cho nó thì các bạn có thể là bón cái phân 20 15 nha các bạn, là chuẩn nhất nha các bạn ha. Chúng ta không cần phải thêm một cái loại phân nào khác nữa, chỉ bón 20 15 là đủ rồi. Chỉ cái phân hỗn hợp 20 15 các bạn là nó có đủ ba cái dưỡng chất rồi. Một là đạm nè, hai là kali nè, ba là lân này các bạn. Nó chủ yếu là chúng ta phòng phòng trừ sâu cho nó là ok. Thì mình đang ở ngoài đồng các bạn nên hơi gió, các bạn nghe thông cảm giúp mình ha. Nó quay sơ sơ trời cái quê của mình cho các bạn xem ha. Thì đất này là mình trồng trên đất ruộng luôn các bạn, mình lên clip luôn các bạn. Còn những cái cây này là hôm bữa là cây cải cà chua đó, quay cho bạn xem ha. Nó về cái khoảng cách của mình ha là 6 tấc 1 gốc hết. Thì có mấy cây mình trồng nó cũng hơi sát, thì nếu cây nào mình trồng hơi sát các bạn thì mình sẽ lấy có 2 chèo trên một thân chính thôi, chứ mình không có lấy nhiều. Mình lấy nhiều là nó sẽ bị dạng như là nó không có tốt các bạn, tại vì nó bị chằng chịt đó. Đó, ở quay trên cái mặt lộ cho các bạn xem ha. Rồi nó đéo đi quay chút xíu nữa cho bạn xem. Rồi bạn nào chưa like hãy like cho mình một like nha các bạn nha. Đó, để đi tới một cái nữa rồi kết thúc video nha các bạn, cũng đã hơn nãy giờ chắc cũng hơn được 8 phút rồi đó các bạn. Rồi mình xin dừng video tại đây nha các bạn ha, và chúc các bạn được thành công.